Hôm nay mình có phải chuyên pháp không nhỉ? Bởi vì mình thấy cái ô hoa. Không à? Không phải à? Có. À ok, mình học chuyên pháp thế nên thôi tìm được. Quê ngoại mình có ở Phú Thọ. Quê nội Nam Anh ở Phú Thọ. Nhà quê mình ở trên tít tận Tam Nông, mới gọi ở Tam Nông nhỉ? Vẫn như ta sau bao tháng yêu vì anh vẫn thương bao lâu khi anh không làm gì. Em dạo này có rất khi một mình. Ngày xưa em có xuống phố đông người và thắp dương cỏ cây làm thế. Em dạo này có đi xa cuối tuần. Em dạo này có đã đi qua xuân hào đê. Phương du bài dân và tình yêu, và tình yêu, và tình yêu mãi. Dạo này người ta có tiếng em cười và tiền yêu, và quần áo, và đồ chơi mới. Xin nhớ thầy hôm chiều làm ta đơn. Anh dù không muốn đi cầu sớm. Bọn mình được ngồi ở chỗ khu vực bảo vệ gửi xe để xem bóng đá cùng các bạn, rất là vui. Và cho dù là hôm nay là ngày buồn cho tất cả chúng ta, nhưng mà tất nhiên là tôi vẫn muốn nghe các bạn nói tôi Việt Nam vô địch. Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch. Ok, về nhảy nhá. Sau đó là bài chuyển của chúng tôi, bạn cho tôi đi theo. We'll be right back.
Xin mời các bạn có thể đón lại sân khấu của Kim Phước được không ạ? Xin mời các bạn đón lại sân khấu của Kim Phước. Vâng. Xin cảm ơn sự cổ vũ rất nhiệt tình của các bạn. Mọi người yên lặng, tôi hỏi ban nhạc ngọt một chút ạ. Nếu bây giờ các bạn được nói một câu rất ngắn gọn cho tất cả mọi người trong khán phòng này, bạn sẽ dành tặng họ một câu nói gì ạ? Yêu rồi chứ biết nói gì bây giờ. Nếu các bạn trong khán phòng này được nói một câu ngắn gọn cho ban nhạc ngọt, các bạn sẽ nói gì ạ? Tôi đề nghị bộ phận an ninh chúng ta hãy quay kín bốn thành viên ban nhạc ngọt, hộ tống các bạn ấy ra ngoài an toàn. Một lần nữa xin cảm ơn bốn thành viên của ban nhạc ngọt, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Như chúng ta có thể biết trong buổi chiều ngày hôm nay là một sự kiện vô cùng quan trọng đối với đất nước ta, một sự kiện đã đi vào lịch sử của bóng đá Việt Nam. Đội tuyển U23 Việt Nam đã tham dự trận chung kết với